hành trình dài 9 tiếng, hai lượt lên và xuống máy bay để đi tới du lịch một cái hòn đảo có tên là Puerto Rico, là một thuộc địa của người Mỹ. Khi mình tới đây là 8 giờ tối. Máy bay cất cánh, khi lên cao là mình nhìn thấy xung quanh cái hòn đảo này toàn là biển không, mênh mông, xung quanh là biển và giữa hòn đảo là một cái núi rất là cao, hơn 3.000 feet. Khi bay mình nhìn lên trời, cái bầu trời rất là đẹp. Đây là mới có cái máy bay cất cánh thôi, một chút nữa là mình sẽ lên tới cái tầng mây thứ nhất. Và mỗi khi vào mây thì máy bay nó bị rung lắc mạnh, có nhiều cái cụm mây đặc, thì khi mà qua khỏi cụm mây đặc thì cái cửa sổ của máy bay đó mình nhìn thấy nó có những cái sợi nước đá giống như là nước đá bạo vậy. Rồi mình đi lên tầng mây thứ hai và cuối cùng lên tầng mây thứ ba thì máy bay nó sẽ bay tới trên cao đó. Đó, máy bay nó đã chung vô mây. Và khi máy bay chung vô mây vậy là máy bay nó dằn, giống như mình đi xe mà mình bị dằn ổ gà vậy đó.
Nhìn cái bầu trời lạnh á, là mình biết ở ngoài nhiệt độ lạnh lắm. Tại vì mình nhìn mây á, nó dày đặc giống như là một cái tuyết, một cái tấm băng, băng tuyết dày đặc như vậy á, là mình biết ở ngoài trời á, là đang lạnh dữ lắm luôn á. Sau một hành trình dài, mình ở trên bầu trời, bây giờ máy bay á, chuẩn bị hạ cánh. Khi máy bay mà hạ cánh đó là máy bay nó chao nghiêng qua nghiêng lại để nó hạ cánh, nó hạ xuống thấp. Thì khi xuống thấp á, thì mình đã thấy mặt biển mênh mông. Cuối cùng mình cũng về tới phi trường Richmond, nơi đi thủ phủ của mình ở. Hẹn lại các bạn dịp khác, mình sẽ quay nhiều cái video cho các bạn cùng xem. Bye bye, tạm biệt.